có ba cây một khúc nha anh em. Cây đầu tiên là cây bát Fuji nè, một khúc luôn. Cây này Korea nha, cây ra sức Nhật nha, cứng em mà nè, 1m1 nè, cứng em mờ nè, khoen là khoen bách hãng nha, theo mình thấy là khoen bách hãng nha. Đó, thì mình dạng khoen xứ của nó nha, bu đây. Cứng em mờ này thì nếu mà cứng trong tầm mà cần á, thì nó tính tới 15-20 lận nha. Đó, nó cứng 15-20 là mà một khúc nha, 1m1 một khúc luôn. Thì cây này nó có bị một lỗi là cái khoen này nó phi khoen đều ba mà nó hơi bị nghiêng nè, anh em thấy không? Nó hơi bị nghiêng nghiêng nỉn cái khoen tí nè, theo đứng đây là thẳng, nó đi hơi bị nỉn tí nè. Chích keo gì đây nè, nhưng mà cũng không ảnh hưởng nha, mình chơi bình thường, vẫn ra dây là bình thường nè, thẳng là bình thường nè, cái độ thẳng nó vẫn bình thường nè đó. Nhưng mà nó bị nỉn cái chân khoen nè đó, thì thôi đó, 1m1 luôn. Cây đầu tiên, mấy cây này thì bán giá đồng giá luôn, 150 một cây, nhanh gọn cộng ship nha, lấy ba cây bao ship. Thu tôm thì coi như còn nó, cây đầu tiên 150 cây 1m1, cây thứ hai là 1m16 nha. Cây này coi kén chút, bát thì nó làm nó đi keo, nó chỉ đi xấu quắc đó, đi chỉ xấu luôn. Rồi khoen này là khoen xứ luôn, khoen xứ hãng luôn, bu này là bu nó gắn rồi nè. Thì anh em chơi câu tôm hay câu gì cá nhỏ gì tầm 1m16, nó dài hơn kia chút, 1m16. Nhưng mà cây này thì nó đi cái bát hơi bị lệch một tí nè anh em ạ. Nếu mình canh chỉnh cái bát thì cái bát hơi bị lệch một tí nè, nhưng cũng không ảnh hưởng nha. Đó, cái bát nó hơi bị lệch một xíu à. Đáng lẽ cái bát thì đáng lẽ cái bát phải nằm bên đây. Thì cái này gỡ ra anh em uống lại cũng được, hoặc để chơi cũng được, giá cũng rẻ. Đó, cái kia cũng chút luôn, chút Nhật thật nha. Còn trên đây chắc là phíp ha. Phíp ngọn thay tinh gì đó, phíp. Rồi, chăm được công ship. Rồi, cái thứ ba là cái này. Cái bát nó đây, bát này dặn nè, nó dặn lên chơi. Rồi cây này thì nó, cây này thì còn một mét, cây này nó đẹp 1m1 nhưng còn 1m06 à, hụt 4 xăng. Đây khoen ở đây, về nên câu lua hay câu cái nhỏ gì cũng được nha, này hụt nè, thì là khoen hai khoen này nó đi chỉ xấu nè, nhìn tóc đi chỉ xấu nè, không có gãy gì nha, hụt nha, chả gãy đâu, mấy cây này nó dẻo quẹo à. Thì cây này còn nguyên thì giá được tí, nhưng mà hụt thì cứ 150 cây thôi, nhanh gọn 150 cây 1m06 nha. Đó, nó cứng tầm 15, cây này cứng tầm cứng hơn tí tầm 20 nè, này cũng tầm 20 cứng hơn tí luôn nè, 22-23 gì đó cỡ đó. Rồi ok, 150 một cây, ba cây bao ship.